Dạ gần nào, hôm nay là ngày mấy nhỉ? Ba ngày nữa là sinh nhật con ạ. Ồ, 3 ngày nữa là đến sinh nhật con. Vậy hôm nay là ngày mấy? Mấy? Ông thử đoán em sinh nhật con là ngày mấy À, đấy tất vậy? nhiên là ông nhớ, ông thế là ông lại phải làm một phép trừ à? Rồi. 9 trừ 3 bằng 6. Hôm nay mùng 6 tháng 7. Thế cái ngày mùng 9 tháng 7 năm 2013 ấy, con ở đâu? Con có nhớ không? À, ở bệnh viện. Đó là ngày mẹ con sinh ra con. Tất cả mọi người chào đón, nhưng mà mẹ thì ngày ấy là chịu, gọi là 9 tháng 10 ngày mang bầu này, xong rồi sinh ra con là rất là đau đấy. Nên để đến hôm nay ngày sinh nhật, con được nhận rất là nhiều quà, bởi vì con ngoan, mọi người yêu quý, tặng rất nhiều quà. Nhưng ông thấy là mẹ Trang là người hy sinh như thế, nhưng là chẳng ai tặng quà cho mẹ Trang trong cái ngày sinh ra con cả. Thế con thấy thế nào? Nói to lên, con cứ mạnh dạn nói rất to lên. Con thấy thế nào? Con ông sẽ gợi ý nhé, con phải biết ơn. Cái ngày đó con phải nói được một lời cảm ơn với mẹ. Thế là bà nội đã chuẩn bị cho con một cái lời cảm ơn rồi. Thế bây giờ ông cháu mình để chuẩn bị đón ngày sinh nhật, chúng ta chơi trò chơi đố vui mà vẫn hàng ngày vẫn chơi. Thì ông con đố trước, ông đố sau. Nói to lên con. Con thì đập thì sống, không đập thì chết ạ. Ừ. Đập. Đập thì lại sống, không đập thì chết. Đấy là con gì? Thế bình thường người ta hay đập ruồi, đập một cái là nó chết. Khó quá. Đập thì lại sống, mà không đập thì chết. Ông chịu rồi đấy. Con Con gì? tim ạ. À, con tim. Đập thì là mình sống, mà không đập thì mình chết. Ừ, hay nhỉ, cũng cũng hay. Rồi, câu đố thứ nhất ông chịu. Câu đố thứ hai là một bà cụ bà đi chợ, bà gặp một quả chuối đỏ, hỏi tại sao bà lại chạy về. Một bà cụ đi chợ gặp một quả chuối đỏ, bà lại chạy về. Thì bà đi chợ bà được chuối rồi thì bà về bà không đi chợ nữa. Chuối đỏ là chó đuổi. À, chuối đỏ là chó đuổi, thế chó đuổi là bà chạy về. Được rồi, đây là lối nói lái, đổi dấu đổi từ. Hồi bé ông cũng rất là hay hay chơi. Rồi tiếp câu nữa. Câu 3 là cò mù. Một bạn học sinh bạn đi đến trường, bạn gặp một con cò mù, hỏi tại sao bạn lại đi về nhà. Đi đến trường gặp một con cò mù rồi về nhà. Khó quá nhỉ. Ông chịu đấy, cháu giải thích đi, nói rõ ràng cho mẹ. Cò mù là có không thấy là thấy không có. À, con cò mù là cò không thấy. Cò không thấy là thầy không có. Bạn học sinh đến trường không thấy thầy không có thì về. Cũng hay. Sầu riêng có nghĩa đen là gì? Cái gì? Sầu riêng có nghĩa đen là gì? Sầu riêng có nghĩa đen là gì? Quả sầu riêng. Sầu là buồn, đúng rồi. Riêng là một mình. Thế là có người nào đó ngồi buồn một mình, có đúng không? Ờ, đúng rồi. Thế là ông cũng trả lời được một câu nhá. Câu 6 là cái gì đứng thì nằm mà nằm thì đứng? Đứng thì nằm, mà nằm thì đứng. Đứng thì lại nằm, nằm thì đứng. Chịu, khó quá. Đấy là cái gì? Bàn chân. Bàn chân, ông xem nào. Ờ, khi mình đứng thì bàn chân nó nằm, khi mình nằm ra thì bàn chân nó dựng đứng lên. Rồi, ông chịu. Bà lão đi chợ gặp con cò đang đi lùi, thế là bà không vào chợ nữa mà bà lại quay về nhà, hỏi vì sao. Lúc nãy là có con cò mù. Cò mù có nghĩa là cò không thấy. Bây giờ cò lùi. Bà lão đi chợ gặp một con cò đi lùi. Cò đi lùi có nghĩa là nó không tiến lên. Cò không tiến là tiền không có.
Đi chợ mà không có tiền thì về thôi. Rồi, hôm nay chúng ta đố như vậy thôi để dành những câu đố sau. Bây giờ lúc nãy ông có nói con về cái chuyện con nhận được quà, nhưng trong ngày sinh nhật của mình con phải biết ơn mẹ Trang đã. Thế bà nội đã chọn cho con 4 năm cái chuyện hay, thì con hãy chọn một trong cái chuyện nói về sự biết ơn với người mẹ. Bây giờ con sẽ đọc câu chuyện đó để tặng cho mẹ con Trang và các bạn hiểu ý nghĩa và hiểu được cái tình mẫu tử. Con đọc to Dạ. rõ ràng lên nhá. Con xin phép được gửi câu chuyện này đến mẹ Trang ạ. Câu chuyện này có tên là Hóa đơn. Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ ở đầu thành phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gửi. Dần dần, việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Ngày kia, Peter nghĩ, hay là mình cũng viết hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mình đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn, trong đó ghi rõ: mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau đây: vận chuyển đồ dùng về nhà 2 đồng, đem thư đến bưu điện gửi 1 đồng, giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa 2 đồng, cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn 1 đồng, tổng cộng 6 đồng. Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả. Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình có 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy một hóa đơn tiền khác mà tên người nhận lại là cậu. Peter rất ngạc nhiên. Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau: sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ 0 đồng, khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm 0 đồng, khoản tiền mẹ chăm sóc cho Peter lúc ốm đau 0 đồng. Từ đó đến nay, Peter có một người mẹ thương yêu và chăm sóc 0 đồng, tổng cộng 0 đồng. Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn, cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ, rúc vào lòng mẹ và nhẹ nhẹ bỏ tờ 6 đồng tiền vào túi mẹ. Rất hay, câu chuyện rất ý nghĩa. Câu chuyện đó nói lên điều gì? Con Là mình không nên tham lam với mẹ của mình. phải hiểu được cái sự vất vả, cái tình yêu thương, chứ mình không cậy mình là trẻ con, mình nhõng nhẽo, mình có quyền đòi hỏi những cái chuyện đó. Đấy là câu chuyện thứ nhất con gửi cho tặng mẹ Trang, biết ơn mẹ Trang. Và bây giờ câu chuyện thứ hai là cũng về trẻ con, về một bé gái ngoan ngoãn cho nên được thương yêu. Ông nghĩ tất cả những bé trên bạn bè trên thế giới này chỉ cần cứ ngoan ngoãn, sống trung thực, có một cái lòng vị tha, nhân hậu thì cuộc đời không những bố mẹ và tất cả mọi người đều yêu quý. Câu chuyện này thì ông cũng đã đọc cho cháu nghe, nhưng hôm nay ông muốn cháu đọc cho tặng bạn bè. Cháu mạnh dạn đọc thật to lên nhé. Sau đây con xin gửi bài này đến các bạn nhỏ. Những chiếc chén bằng bạc gai đo gai đa có một cô con gái nuôi tên là Dê Nhi A. Anh rất yêu cô bé. Lần ấy gai đa đi dưỡng bệnh ở miền Nam Liên Xô. Dê Nhi A và vợ anh đi tiễn anh ở ga Quốc Sơ. Trước khi tàu chuyển bánh, Dê Nhi A hỏi: "Ba ơi, ba sẽ viết thư chứ? Liệu bác đưa thư có chuyển thư của ba cho con không?" "Tất nhiên rồi," Gai Đa nói. "Nhất định 1 tuần 2 lần bác ấy sẽ chuyển thư của ba cho con. Nhưng ba viết hay hay một tí nhé," Xenia nói. "Viết hay như bác mát sắc vẫn viết ấy. Và nhớ lần lấy về cho con một
hòn đá thật nhẵn, thật đẹp nhé. Được, ba sẽ cố gắng, anh nói. Anh đi tàu hỏa đến Sevastopol. Anh ở đấy chữa bệnh khá lâu. Sau đó đi tàu thủy xuống Cáp Kazơ và xuống Batumi. Trong phòng của anh trên tàu thủy có một chiếc giường nhỏ, bàn, ghế, mực và bút. Khi đi trên tàu Georgia, anh viết thư cho Zenia. Bây giờ ba đang đi dọc biển Hắc Hải, biển rất sâu. Nếu ta xếp 100 ngôi nhà lớn chồng lên nhau thì bỏ xuống biển vẫn chìm nghỉm. Biển có rất nhiều loại cá, những chú cá heo vui tính, những cô sứa óng ánh, nhưng bò, mèo và chó không thể sống ở biển. Thưa cô Evgenia kính mến, mẹ cô không viết thư cho tôi. Vừa qua tôi nhận được một bức thư thôi. Tôi nghĩ rằng nếu các người là những người hiểu biết thì hãy viết thư cho tôi thường xuyên hơn. Đến Cáp Gazơ, ba sẽ mua lại hạt giống hoa. Khi nào về Clean, chúng ta sẽ gieo xuống những luống đất và nó sẽ nở hoa rất đẹp. Ba sẽ về nhà nay mai để xem có ai đã đánh vỡ cái gì mà và nhét những mảnh vỡ vào ngăn kéo của ba. Nhận được bức thư ở Moscow, Zenia và mẹ Nụ Huê đi khắp các thành phố để hình dung chiều sâu của biển bằng đúng 100 chiếc nhà lớn chồng lên nhau. 100 chiếc nhà lớn chồng lên nhau quả là một chiều sâu khủng khiếp, một chiều cao đáng sợ. Chỉ tiếc là gia súc không thể sống được ở dưới đó. Biển lớn như thế đủ chỗ cho tất cả bò, mèo và chó. Zenia và mẹ nuôi ghé vào bưu điện, gửi cho Gaida một bức điện. Ở nhà không có ai đánh vỡ gì hết, không ai bỏ mảnh vỡ vào ngăn kéo của ba đâu. Mau về với con. Gaida nhận được điện ở Batumi và rất mừng khi thấy cả nhà đều bình yên. Anh liền đi dạo phố. Trong một hiệu ảnh nhỏ, anh nhìn thấy một bức ảnh chụp một cô bé rất xinh, nhưng qua ảnh biết ngay là cô ta chưa biết xem đồng hồ. Cô nhìn vào đồng hồ và không biết xoay xoạ thế nào với những chữ số, những chiếc kim. Gaida gặp chủ hiệu ảnh đề nghị bán cho anh tấm ảnh đó. Ảnh không bán ạ, người chủ hiệu trả lời. Không phải mua cho tôi đâu, Gaida nói, mà mua cho cô bé Zenia của tôi cơ. Được, nếu cho con gái bé thì tôi xin biếu anh. Ngay bây giờ anh sẽ thấy tôi cần bức ảnh để làm gì, Gaida nói. Anh ngồi vào bàn và viết những câu thơ như thế này vào sau bức ảnh. Đuôi sam vệnh hai bên, bé nhìn lên đồng hồ. Cháu cho biết mấy giờ, trả lời tôi, cháu đáp. Cháu xem không chính xác, hoặc 9 giờ kém 5 hay 5 giờ kém 9. Người chủ hiệu ảnh nhìn qua vai của Gaida và xem anh làm thơ. Rất hay, anh ta nói. Cho phép tôi chép lại những vần thơ này để làm kỷ niệm. Anh chép đi, Gaida nói, tôi cũng chẳng tiếc đâu. Nhưng trước hết anh hãy cho tôi biết anh nuôi những con thú gì ở dưới bàn đấy. Một con thì gặp ủng của tôi, con nữa thì leo lên chân phải, tôi không dám cựa quậy và nhìn xuống nữa. Ồ, người chủ hiệu cười vang. Đấy là các bạn của tôi đấy, những chú mèo con và chó con. Bây giờ chúng chỉ có 4, trước là 8 cơ. Hàng xóm đã xin mất 4 con rồi. Anh cúi xuống gầm bàn và bắt 3 con mèo con và 1 con chó con. Anh đổ sữa vào bát ô tô, nhưng những con mèo bắt đầu liếm sữa bằng những chiếc lưỡi màu hồng. Chú chó kiên nhẫn ngồi cạnh đợi đến lượt mình. Đây chính là cảnh mà tôi cần, Gaida nói, đề nghị anh chụp cho kiểu ảnh này. Zenia rất yêu loài vật. Ở Clean, cô bé có con mèo Maxim và con chó Zulik.
Người chủ hiệu chụp cho Gaida ảnh bốn con vật của mình, phía sau ảnh Gaida để mấy bức thơ: những chú mèo liếm sữa trong bát bằng sắt tây, chó hiền từ đứng đấy, đuôi không ngừng vẫy vẫy, kiên nhẫn đợi đến lần. Sau đó anh rẽ vào một cửa hiệu mua đồ chơi, nói đúng hơn thì là một bộ ấm chén để xem nghe vui vẻ hơn. Trong khi mong anh về, Gaida viết thêm sau chiếc bưu ảnh: chào các người, tôi đã mua cho các người những chiếc chén bạc tuyệt đẹp, hôn các người thật lâu. Dưới chiếc bưu ảnh, Gaida vẽ một người bé tí rất buồn cười. Một thời gian dài sau khi Gaida hy sinh, Tenia không cho ai xem những bức thư ấy, chỉ mới gần đây cô mới cho tôi xem. Rất hay. Thế con đã có nhớ là có rất nhiều những cái mẩu truyện về nhà văn Arkady Gaida. Con cả được cả ông bà tặng truyện Marusha đi học. Bây giờ trong tủ sách của con đã có nhiều sách chưa? Có những quyển gì con nhớ nào? Đấy là những quyển mà trước khi người ta cho con thuê nhà là người ta để đấy, chứ con cũng không biết ạ. Thế còn quà tặng của bà nội hình như cũng có mới, gần đây có mà. Con xếp bên phòng ngủ của con. Ừ, ví dụ con có nhớ được quyển gì? Là 4 quyển nhật ký của các con người nổi tiếng ạ. À, 4 quyển nhật ký của những người nổi tiếng. Gì, quyển gì to đúng nữa? Chuyện cổ gì? Chuyện cổ tiếng Anh hơn nên cô cũng không Andersen, nhớ. Đúng không? Vâng. Ừ, trong đó, ông nhớ là con rất thích một cái chuyện gì trong đó, con có nhớ không? Là chuyện cờ lau nhớ, cờ lau lớn và cờ lau nhỏ. Cờ lau lớn và cờ lau nhỏ. Con đọc được mấy phần cái quyển đấy rồi? Con đọc được 1/2 quyển đấy rồi. Nói chung là những cái chuyện đấy phù hợp với các con này. Và khi ta đọc nhiều sách như thế này thì học văn, hành văn nó sẽ giỏi hơn. Đây là những cái nghiêm túc nhé. Còn cái trò chơi ông với cháu chơi, những cái trò đấu chữ là trò dân gian để giải trí, để vui vẻ. Thế bây giờ kết thúc chương trình này, con có muốn nói gì với các bạn lớp 2, lớp 1 của mình? Thì con rất là nhớ các bạn ở nhà, rất là chán, không có ai chơi cùng con ạ. Nhớ các bạn. Thế có học online không? Học online thì nhưng cũng mà không các được. Bạn mạng chập chờn nên là cũng không nói chuyện với nhau được. Thế con có dùng điện thoại để nói chuyện với các bạn không? Bạn thân không? Có khi không? Khi mà bớt dịch thì bạn thân nhất của con sẽ gọi điện cho con và bạn ấy sang nhà con chơi ạ. À, thế trong lớp con có mấy bạn thân nhất là bạn gì? Bạn Vĩ Thiên, Phương Linh, Chi Anh và Bảo Anh và Bảo Hân ạ. Úi giời, nhiều gớm nhỉ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ mong hết dịch để con đến trường cho vui vẻ nhá. Hôm nay trước ngày sinh nhật của cháu nội tôi, 3 ngày nữa, ông cháu tôi có một cái chương trình văn nghệ vui vẻ tặng cho các bạn 7-8 tuổi, và cũng muốn cho cháu biết ơn mẹ, cha và biết ơn thầy, cô giáo, bạn bè, nhà trường cùng với chúng ta hòa đồng, cùng với chúng ta tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Xin cảm ơn.